Hồng siêu bự luôn mọi người, bầu mặt nó này quá phây luôn, một tổ hồng siêu bự đó mọi người. Đây quá là bự rồi. Vậy xua đuổi hết con già đi. Trời ơi, đó quá đẹp luôn mọi người. Trời, nguyên cái mảnh đá quá trời luôn. Đấy mọi người, giờ là ba người trèo luôn nhé mọi người. Ông vô nhiều mà. Hả? Chưa cháy à? Cứ châm đi, mình tỉa. Đeo đi. Wow, tổ hào kia mọi người. Đó, giờ sẽ đợi một được u kia sẽ lên mọi người. Đó là cây của nó, ra tận ngoài kia chứ. Ẩm rất chi là phê luôn. Rồi giờ cho nó bắt đầu trèo này. Trời, tổ này to hơn tổ năm ngoái, quá to luôn. Đó, năm ngoái mình có bắt một tổ đi qua nữa rồi. Cứ nhá, ra từ tinh tí đó. Giờ tiên riêng có tầng nào lùa. Ảo quá nhiều. Nó tổ hồng ngay đó mọi người. Nhưng mà giờ mình đóng đinh vô cái cây này để giữ nhá mọi người. Trèo lên phát kia đi, câu ở trên này cho. Trời ơi ông, khó quá. Chỉ là phê. Cất thâu lửa nghèo mà sao ấy, cất thâu lửa năng nghèo lửa sao ấy. Wow, ông già sáng lửa năng thế, cất rất lại anh lửa này cầm quá già luôn. Đây mình bảo bố cháu chặt cây này mà nó không chặt đó. trời trời tổ ong rất chi là quế mọi người. Đây. Wow, quá là đã luôn mọi người, nhìn này. Wow, quá bự nhá mọi người. Ong siêu bự luôn mọi người, bầu mặt nó này quá phê luôn, bịt mặt quá là đẹp luôn. Đây. Trời ơi, tổ ong nó rất chi là bự rồi đó. Đó. Ôi bầu mặt đẹp quá lắm mọi người à. Ô, không thể chê vào đâu được, có bự đó mọi người. Đây. À, quá là bự. Wow. Giờ mình bắt đầu cắt cho mọi người nhau. Rồi. Còn đây này. Mà phải nói quá là đá luôn rồi. Trời ơi, quá đá luôn. Wow, màu vật nó rất chiều quê. Mình sẽ cắt nguyên bánh luôn. Trường cơ sở giải tàu toay quay táng này là cắt đây. Cơ chó này tôi ăn được cắt cỏ. Giờ bắt đầu cắt mọi người. Quay cho sư mà. Trời ơi. Ong này khỏi chê nhá mọi người. Bầu nó quá đà luôn mọi người à. Vậy xua đuổi hết con già đi. Đó mọi người. Tổ này mình sẽ cắt cả hai phía luôn cho bầu nó cực đẹp luôn á. Đây nhá, lấy nguyên bánh nó mọi người ạ. Trời ơi. Đó. Quá đẹp luôn mọi người. Mình sẽ nhấc lên đây quay cho mọi người xem này. Bê lên đây. Quá là đá luôn cái quả bầu nó. Có chế mọi người ạ. Rồi nguyên cái mảnh đá quá trời luôn này. Đợi cháu đó đang ngồi đó quay mọi người. Mà bộ mặt có phê nhá, đẹp thì khỏi phải chê rồi đó. À. Quá là thích luôn nhỉ. Những tổ ong như này. Nguyên ổ trong luôn. Giờ bắt đầu xuống nhé mọi người. Cây nó rất chi là phê luôn. Wow. Phải nói là tổ ong quá là đá luôn người. Đây. Rất chi là bự. Giờ sẽ bắt đầu xuống nhé mọi người. Đốt hả? Và khói luôn. Ôi giờ mình phát quang luôn. Cây nó có lố mà leo hai người luôn. Cây phải nói rất dễ trèo nhé mọi người. Úi giời. Rồi giờ xuống tới gốc rồi. Đó rồi. Đấy cụ. Đây là thành quả quá đẹp luôn. Một tổ hong khói.